Mẹ và bạn gái nhà vô địch Olympic của Philippines mâu thuẫn. Mẹ vận động viên thể dục dụng cụ Carlos Yulo, người mang về hai huy chương vàng Olympic Paris 2024 cho Philippines, đổ lỗi bạn gái anh khiến mẹ con chia rẽ. Trong khi cả Philippines ăn mừng hai tấm huy chương vàng của Carlos Yulo, mẹ vận động viên này, bà Angelica Poquet Yulo, không có lời chúc mừng thành công của con trai. Bài đăng gần nhất của bà Angelica trên Facebook lại là khen ngợi vận động viên thể dục dụng cụ của Nhật Bản hôm 1 tháng 8. Phớt lờ Carlos Yulo nhưng bà Angelica vẫn đăng ảnh và video cùng những chia sẻ ngọt ngào bên những người con còn lại. Truyền thông Philippines cho biết mối quan hệ giữa người hùng Carlos Yulo và mẹ rạn nứt có liên quan tới bạn gái anh, Flor Angelay San Jose. Cô là một vlogger mang hai dòng máu Australia và Philippines. Trong một bài đăng tháng 8 năm ngoái, bà Angelica nói nguồn cơn mọi sự lộn xộn trong gia đình là do Flor. Mẹ Carlos Yulo sau đó chia sẻ câu chuyện về chuyến tập huấn ở Nhật Bản, nơi em trai ở tuổi vị thành niên các Eldu của Carlos cùng một vận động viên khác là Miguel Besana ở chung phòng. Tuy nhiên, bạn gái Carlos được cho vào ở mà không có sự đồng ý của huấn luyện viên. Carlos được cho bên vực bạn gái, dẫn tới mâu thuẫn với mẹ. Người đẹp Flor chưa lên tiếng về ồn ào này. Trong khi đó, một số nguồn tin nói bà Angelica đào mỏ con trai, giữ tiền thưởng của anh. Carlos Yulo là con thứ hai của bà Angelica và ông Mark. Anh có một chị gái và hai em, một trai, một gái. Vận động viên sinh năm 2000 là gương mặt nổi tiếng làng thể thao Philippines và Đông Nam Á. Trước khi giành hai huy chương vàng Olympic Paris 2024, Carlos Yulo từng hai lần vô địch thế giới, 10 lần vô địch châu Á và giành 9 huy chương vàng SEA Games. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.